hướng dẫn thiết lập biểu đồ đúng chuẩn Performance Price Action và Nhật Hoài Trader. Anh chị vào TradingView nha, bấm vào cái nút 3 chấm ở dưới cùng bên phải nè. Chọn ngay cái phần cài đặt biểu đồ. Đấy, rồi bấm vào cái chỗ mà mã đó, đầu tiên ha, đầu tiên là mã nè. Rồi, bật cái thân đường viền bóng nến và đường giá cuối lên. À, còn màu sắc thì chỉ có cái phần thân là cái ô đầu tiên là anh chị chọn màu trắng thôi. Còn lại tất cả những 5 cái ô còn lại thì anh chị chọn màu đen hết. À, và đã chọn độ mờ là 100% nha. Đấy, tất cả đều là màu đen và độ mờ 100%. Rồi, múi giờ chỉnh thành UTC cộng 7, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok, bấm quay lui lại. Chúng ta chọn cái diện mạo. À, những cái còn lại thì anh chị không cần thay đổi, chỉ cần thay đổi hai cái thôi. À, trong cái phần diện mạo này, anh chị đổi cái hình nền thành gradient. À, tức là cái màu nó chuyển đổi từ đậm dần sang nhạt dần á. Ok, chọn hai cái màu. Đầu tiên là màu xám. À, thứ hai từ trái sang. Đấy, còn cái màu số 2 là màu xám đậm, thứ 5 từ trái sang. Ok, đường lưới dọc thì anh chị tắt nó đi nha, bằng cách là chúng ta kéo cái độ mờ này nè, cái độ mờ chúng ta kéo xuống còn 0% là cái đường lưới dọc chúng ta sẽ không xài tới, bởi vì chúng ta không có cần quan tâm tới cái đường lưới dọc. Còn cái đường lưới ngang mới là cái quan trọng nè. Chúng ta cần những cái đường lưới ngang để làm chi? Để hiển thị những cái vùng số tròn quan trọng trên biểu đồ. Chúng ta chọn độ mờ là 7%, chọn cái màu đen màu số 3 từ phải sang. Rồi, căn chỉnh văn bản, chọn màu đen thứ hai từ phải sang, độ mờ là 100%. Rồi, đường chữ thập là cái con trỏ chuột của anh chị á. Rồi, chọn màu xám ha, màu xám thứ tư từ trái sang, độ mờ là 100%. Rồi, hết rồi, chọn OK thì anh chị sẽ có một cái biểu đồ đúng chuẩn Nhật Hoài Trader. Và để mà trade thì anh chị khi mà phân tích, anh chị nên kéo cái trục giá bên tay phải nha, kéo xuống như thế này để cho những cái vùng số tròn nó thưa ra. Đó, nó sẽ thưa dần dần ra. Đó, thứ nhất là để cho cái vùng số tròn là nó không có quá nhiều vùng số tròn. Khi mà có quá nhiều vùng số tròn thì không biết cái nào là vùng quan trọng. Đó, cái thứ hai á, là chúng ta để cho những cái thanh nến trên biểu đồ á, nó ngắn lại chút xíu để nó bớt đi cái tính mà áp lực tâm lý để khiến cho chúng ta quyết định sai. Khi mà cái thanh nến nó quá dài thì nó làm cho chúng ta cái tâm lý chúng ta rất là rung. À, nhưng mà khi mà chúng ta kéo lại thì cái thanh nến nó sẽ ngắn lại làm cho tâm lý của chúng ta ổn định hơn. Cuối cùng là chúng ta phải thêm cái đường trung bình động EMA 21 chu kỳ. À, anh chị bấm vào cái nút dấu cộng nè, chọn F chỉ báo ha, FX chỉ báo. Chúng ta search là EMA. Đấy, chọn vào cái đường trung bình lũy thừa là ok. Chúng ta phải chỉnh cái đường trung bình lũy thừa này chút xíu. Anh chị bấm vào cái nút cài đặt của cái đường trung bình lũy thừa này nha. Rồi, các đầu vào chúng ta còn chiều dài là 21. Đấy, rồi, nguồn là đóng cửa. Cái phương pháp với chiều dài, phương pháp SMA với chiều dài 5 này anh chị không cần để ý, cứ để yên cũng được. Định dạng thì chúng ta luôn khuyến khích là sử dụng màu đen. À, độ mờ 100%, độ dày là 2, để cho nó đậm hơn chút xíu. Rồi, cái chiều dài làm mịn này nhớ tắt đi nha. Nếu mà đang bật thì anh chị tắt nó đi. Rồi, ok. Như vậy thì anh chị sẽ có được một cái đường trung bình động lũy thừa 21 chu kỳ, chính là đường EMA 21 mà chúng ta đang sử dụng. Vậy nha, follow Nhật Hoài để biết thêm.